nó xuất hiện rồi đó, thì cái quá trình này thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe mình cả, chẳng qua nó ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà nó cho mình không tự tin mà thôi đấy. Thì tất cả những cái vấn đề như thế này, những khu vực mà em soi ở dưới da nó còn những cái màu sắc như thế này thì em đều có thể điều trị được cho chị. Cũng rất mong muốn là đến đây để được tất cả các bác sĩ đánh niềm tin vào chắc chắn rồi, bên em sẽ thay đổi diện mạo cho mình để làm sao mà mình có thể tự tin. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em đến với thẩm mỹ Ohio thì qua truyền thông và qua báo chí, qua trên trang cá nhân Facebook thì em có nhìn qua và ở cái thẩm mỹ Ohio này đã chữa được những cái vết chàm bẩm sinh như đối với em như thế này, thì thật sự là em rất là mong muốn là đi đến đây để được thẩm mỹ Ohio có thể là cho em một cái tự tin hơn. Thì hôm nay thì em xuống đây là với tư cách là em chỉ là thăm và khám thôi, chứ còn thật sự ra là điều kiện của em cũng rất là eo hẹp vì em vợ chồng em làm nhà quê, mà cái này thì em bị bẩm sinh từ bé, nó đến bây giờ là em 39-40 tuổi rồi thì chắc chắn là nó cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, mà đẻ con thì nó cũng không có cái là sắc tố gọi là giống mẹ. Thế nhưng mà khi mà mình đến tuổi này thì mình cảm giác như là nó có một cái thẩm mỹ mà cái công nghệ bây giờ nó rất hiện đại, thì qua cái thẩm mỹ Ohio này người ta chữa được thì em cũng đến đây để tham khảo thôi, chứ còn điều kiện của em thì thật sự ra là em cũng không có điều kiện để chữa. Người ta cứ bảo là của em phải mất đến hàng trăm triệu, thì thật sự cái mơ ước đó từ bé đến giờ thì em cũng vẫn chưa bao giờ đi khám ở đâu, mà cũng vẫn chưa cái cảm giác của mình là nó đồng tiền nó quá to. Thế nhưng đây đến đây thì được thẩm mỹ Ohio và đã giảm bớt cho em, thì em có động lực để xóa bỏ đi cái hình ảnh là nó đeo bám mình đến giờ này. Em không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả chăm sự nhờ thẩm mỹ Ohio sẽ giúp cho em được cái diện mạo nó sắc tố nó bớt đi để em trải nghiệm cuộc sống tốt hơn ạ. Qua những thăm khám tiếp cũng như lâm sàng, qua hình ảnh máy soi da thì em sẽ có thể tổng kết được cái quá trình điều trị cho chị Mỹ Oanh. Thì với trường hợp của chị Mỹ Oanh thì phác đồ điều trị của chị khoảng tầm 8 buổi, một tháng chúng ta sẽ điều trị cho chị một lần và toàn bộ sẽ lưu lại quá trình điều trị thay đổi diện mạo của chị Mỹ Oanh.